Xin giới thiệu đến quý vị, đây là cái công trình tượng Phật cao 81m được đặt trong vách núi ở An Giang nha quý vị. Thì như chúng ta đều biết đó, thì Thất Sơn Huyền Bí luôn mang đến cho du khách những điều mới mẻ để khám phá. Thì mới đây thì còn có cái tượng Phật to lớn được chạm khắc trong vách của núi Sam nha quý vị. Thì công trình tượng Phật này đây là Phật Thích Ca, cao 81m, được đặt trên cái diện tích là rộng là 5.500m² nha quý vị. Chi phí đầu tư là khoảng là 255 tỷ đồng. Thì được biết thì cái nguồn chi phí xây dựng tượng Phật này đó thì được trích từ cái nguồn vốn của miếu Bà Chúa Xứ núi Sam và kêu gọi các nhà tài trợ, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đóng góp. Thì công trình sau khi hoàn thành thì đây sẽ là cái tượng Phật ngồi thiền khắc vào vách đá cao nhất thế giới luôn nha quý vị. Thì hiện tại thì cái tượng Phật khắc vào vách núi đó cao nhất thế giới là 71m, nó ở tọa lạc tại Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thì vách núi Sam này, chỗ này đó thì trước đây thì nó vốn là nơi khai thác đá, nên điêu khắc tượng Phật sẽ giúp tôn tạo cảnh quan thêm mỹ quan và phát triển du lịch ở địa phương, ở núi Sam nói riêng và tỉnh An Giang nói chung. Thì dự kiến là công trình sẽ hoàn thành vào năm 2025 nhé quý vị. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị. Đây là cái hạng mục chính của công viên văn hóa núi Sam. Khi hoàn thành thì công viên văn hóa núi Sam hứa hẹn sẽ là điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn của thành phố Châu Đốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị nha. Xin trân trọng cảm ơn.